Chào các anh em đang xem miền Tây Sula ha. Nay là trưa ngày chủ nhật, ngày mấy ta? Ngày 27 tháng 11 2022. Mình vừa gói hàng cho anh em xong mọi người. Nói chung là bữa nay gói cũng mấy cái đơn lớn lớn rồi. Rồi còn mấy đơn nữa nhưng mà giờ gói không kịp nha anh em. Mình bây giờ có công tác ở trường chủ nhật nhưng mà vẫn có công tác ở trường anh em. Vẫn có mấy nhóm dạy ở trường cho nên là mình đi gửi hàng xong rồi ghé trường dạy luôn. Đấy, được bốn cục này to không à mọi người. Đó, hàng to không à. Thì bữa nay mình vẫn bán hàng nhưng mà nó lạ lắm anh em. Vẫn bán hàng nhưng mà rất lạ. Mình bán trà nha mọi người. Hôm nay mình bán trà. Thì trên cái con đường mà xuôi ngược buôn ba buôn bán. Mình buôn bán cả nước mà anh em. Mình giao hàng cả nước đó. Thì mình mới chạm với lại các chị làm ở công ty này. Công ty Phúc Ninh Trà ha. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Ninh Trà ở Phổ Yên, Thái Nguyên. Phổ Yên, Thái Nguyên. Và các chị kết bạn với mình. Và sau một số vấn đề nhắn tin, hỏi thăm mà buôn bán như thế nào, giao lưu. Thì các chị thì lấy đèn của mình. Mua hàng của mình, lấy đèn của mình. Đèn năng lượng. Chứ các chị không có chơi mấy cái hệ năng lượng. Mà là lấy đèn. Không biết về mấy chị xài hay là mấy chị bán mình cũng chưa biết nữa. Còn mình thì mình lấy trà của các chị. Thì mình ví dụ như cái trà này ở ngoài thị trường 300 ngàn ký. Các chị để mình giá khoảng 240, 250. Rồi về mình bán cho anh em với giá thị trường từ 300 trở lại ha. Mình có thể bán cho anh em 300 ngàn ký giống thị trường. Hoặc là mình bán cho anh em khoảng 280 ký. Đó, cái nguyên tắc của mình khi mà trao đổi kinh doanh với các chị là như vậy. Có nghĩa là mình biết cái giá thị trường. Mình muốn biết cái giá thị trường của con này bao nhiêu. Mình sẽ bán thấp hơn một tí hoặc là ngang giá thị trường. Đấy. Thì mình lấy giá sẽ rất là ok. Về mình sẽ bán lại ha nha anh em. Thì tại sao mình lấy giá ok? Thứ nhất là mình lấy nhiều mọi người. Lần này mình mạnh dạn đầu tư về mấy thùng vậy nè. Một thùng vậy là 25 kg. 25 kg nó có 3 loại trà. Và mình lấy lần này là đâu 3-4 thùng gì đó. Mấy chục ký mà anh em, gần 100 kg. Thì mong là các anh em ủng hộ mình nha. Tại sao mình lấy nhiều vậy? Tại vì mình nghĩ là cái giá mình lấy đang rất là tốt. Và ở trên cái dịp Tết, dịp lễ này thì anh em dùng trà rất là nhiều ha. Xuân hết Tết đến nè anh em. Năm hết Tết đến chứ quên. Anh em có thể mua trà này biếu cho nhạc gia, nhạc mẫu nè ha. Hoặc là biếu cho bố của vợ tương lai này ha. Hoặc là đi đám đi tiệc nè anh em, biếu rất là đẹp luôn ha. Mà giá mình đang bán ra là giá tốt lắm nha, mình đảm bảo với anh em là tốt nhất thị trường luôn. Đấy. Và trà này có giấy chứng nhận đàng hoàng ha. Giấy chứng nhận chất lượng đàng hoàng. Ở đây mình có thể lấy cho anh em xem. Đây, mình có những cái giấy chứng nhận chất lượng ở bên công ty gửi qua cho mình. Đây. Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học TX là trung tâm kiểm nghiệm ha. Đây là của trung tâm kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm trà cái hãng Phúc Ninh trà, trà xanh Tân Cương Thái Nguyên nha. Và người ta kiểm nghiệm, người ta đưa ra một cái thông số tờ giấy nè anh em. Đó, đạt chất lượng nha. Đấy. Còn chất lượng như thế nào đọc thì biết cái gì. Ở đây nhiều quá mình không có tiện đọc. Đây, trung tâm kiểm nghiệm ha. Kết quả thử nghiệm. Đó, đây. Ha. Đó, tất cả những cái yếu tố. Tiếng Anh có, tiếng Việt có. Đây là trà nõn tôm. Còn cái tờ dưới là của trà mốc câu ha. Đây. Mấy con mộc này đáng lý ra nó màu đỏ anh em, nhưng mà tại vì cái máy in của mình nó hết cái mực đỏ rồi. Cho nên mình in ra màu vàng vàng ha. Chứ đúng là mộc với màu đỏ. Đấy. Ha, có giấy chứng nhận chất lượng đàng hoàng nha mọi người. Chứ không phải bán khơi khơi anh em, bán khơi mình không dám bán đâu. Đấy thì mình nhắc lại nha. Anh em có thể mua trà này làm quà ha. Làm quà biếu đi đám giỗ, đám tiệc gì đó làm quà biếu anh em. Trong cái dịp Tết này hoặc là biếu nhạc gia, nhạc mẫu ha, hoặc là biếu cho ông cụ ở nhà mình. Đấy. Thì ở đây là trà mình nhắc lại ha, trà xanh Tân Cương Thái Nguyên. Trà mốc câu ha, mình lấy cái dòng này là dòng mốc câu, còn cái dòng nõn tôm nó nhưng mà chưa, từ từ mình lấy. Lấy mốc câu ha, hảo hạng nha anh em. Trọn vị thanh hương Tân Cương thứ thiệt. Một gói vậy là nửa ký. Thì cái cách quy cách đóng gói thì người ta có thể đóng mình gói 1 ký, nửa ký, 100g, 200g tùy mình. Nhưng mà mình thấy nửa ký thì anh em hay dùng, cho nên mình đóng nửa ký. Và đặc biệt mình cũng có đóng gói 100g nè anh em. Có đóng gói 100g. Đấy. Anh em thích loại nào thì gửi loại đó thôi. Nhưng mà mình thấy nửa ký dễ mua hơn mọi người. Nửa ký dễ mua hơn nha. Đó thì bữa nay mình có 3 dòng trà. Nhưng mà trong video này mình sẽ
quay video và giới thiệu anh em cái dòng trà thứ nhất. Là cái dòng trà thứ nhất này ha. Cái loại nó có 3 loại ha. Cái bịch màu đỏ, cái bịch màu xanh đậm này và cái bịch này là bịch màu xanh lá cây. Thì ở trên video này mình sẽ giới thiệu anh em cái loại màu xanh đậm này, giá bán ra là 240.000 một ký. Đó, anh em mua từ 5 ký trở lên mình sẽ bao ship cho anh em nha. Này nè, mua 5 ký trở lên mới bao ship được, chứ còn dưới 5 ký thì anh em trả cho mình phí ship. Phí ship thì khoảng 30.000 ha. Dưới 5 ký thì phí ship khoảng 30.000 nha anh em. Có thể hâm mấy ngàn, tiền ship à. Tại vì trà này nhỏ mà, chứ không phải như đèn năng lượng nó lớn, trà này nhỏ. Thì phí ship thôi giờ mình bao cho mọi người luôn đi ha, phí ship 30.000. Đó, anh em mua 5 ký trở lên thì free ship, còn từ 5 ký trở lại thì phí ship 30.000. Nếu có trên 30.000 thì mình sẽ bù cho mọi người nha. Đấy thì mình báo giá là mình báo mình không có cộng phí ship trong đó. Rồi mọi người cứ thoải mái cộng 30.000 vào. Đó thì trong video này mình đang thử cái trà này. Nhiều anh em nói sao không bán lượt ba, có anh em sẽ nghĩ là sao không bán lượt ba cái loại này mà đi bán cái loại giữa không vậy? Tại vì mình châm vô cái bình nè anh em. Là mình đang châm cái loại giữa nè. Đó, châm rồi ha. Mình quen uống trà bằng bằng chén anh em. Bằng chén mình ít uống bằng ly, cái ly nhỏ quá. Và mình muốn quay bằng chén ở trong video này để mọi người thấy cái nước trà cho rõ hơn. Còn cái bình thì mình vẫn sử dụng cái bình truyền thống của miền Tây ha. Bình truyền thống của miền Tây. Đây, bữa sau mình lấy cái bình của ông cố mình để lại. Ông cố mình có để lại cái bình độc lắm mọi người. Còn này là cái bình truyền thống của miền Tây. Đấy, thì mình nhắc lại, trà này màu xanh đậm, anh em mua nhớ nói màu xanh đậm ha. Còn cái này là ông này ông xanh lá cây, còn ông kia là ông màu đỏ hay ông khác không nói rồi ha. Thì trong video này mình giới thiệu trà màu xanh đậm này 240.000 một ký. Anh em mua, bây giờ anh em chưa chắc biết nó ngon hay không thì mọi người có thể mua 100g thôi, 200g thôi. Mà mua 100g phí mua tiền mua trà ít hơn cái phí vận chuyển nữa nè. Cho nên thôi mình mua bịch nửa ký đi ha. Nửa ký 120. Phí vận chuyển thì 30.000 thành 150 cục vậy nè. Cục này uống được đâu cũng mấy chục bình ạ, mấy chục bình trà nha anh em. Ở đây được hút chân không rồi, cho nên nó rất là cô đặc, cứ ngắt luôn như khúc củi ạ. Như khúc cây vậy anh em. Này, cứ ngắt à ha. Hút chân không rồi, ở bên công ty nó hút rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Đinh trà nha anh em. Trà xanh Tân Cương Thái Nguyên ha, trà Mốc Câu. Và mình đảm bảo với anh em là trà này là chính hãng, xuất xứ từ Thái Nguyên luôn. Tại vì mình giao tiếp với công ty Phúc Ninh ở các chị ở đó rất là kỹ. Và mình lấy hàng ở đó mà. Cho nên là đảm bảo cho mọi người công ty Phúc Ninh trà. Đây, có thương hiệu hết đó ha. Còn chứng nhận chất lượng thì hai cái tờ hồi nãy. Đấy thì mình mới về mấy thùng nè. Mong là các anh em ủng hộ nhanh. Đặc biệt là các anh em mà mua về bán lại á. Các anh em mà mua sỉ đó, anh em mua 5 ký trở lên mình bao ship cho ha. Đấy thì hồi đó giờ mình thấy cũng nhiều anh em mua trà uống trà Thái Nguyên mà mua trà 1 triệu 2 triệu 1 ký thì có nha mọi người. Còn cái này là rẻ nha, chứ không phải là mắc như là 1 triệu 2 triệu 1 ký. 1 triệu 2 triệu là quá xa xỉ rồi. Còn này là mình bán cái trà phân khúc uống thường ngày thôi. Uống trong dịp có khách, uống trong dịp ngày thường thôi. Ha, rẻ thôi chứ không có 1 triệu 2 triệu 1 ký nha mọi người. Còn mọi người muốn cái loại đó thì mình đem về cho mình, nói chung là cái gì cũng có. Nhưng mà tại vì mình muốn bán cái loại bình thường, anh em muốn ngày thường thôi ha. Uống cái dịp Tết, dịp đám giỗ này kia uống bình thường ha. Cục dày, mua cục dày nửa ký bự lắm nha mọi người. Uống là bình thường thật ha. Thì mình nhắc lại là 240.000 một ký. Các bạn mua 5 ký trở lên thì mình free ship. Còn em mua 5 ký trở xuống là phí ship 30.000. Còn có hơn 30.000 thì mình sẽ bù cho mọi người nha. 240.000 một ký nha anh em. Một ký là gồm có hai cục. Cục này và cục này. Ấy, ngã nó xỉu. Để mình sắp xếp lại cho nó ra 1 ký cho mọi người thấy ha. Thường thường mình nghĩ chắc mọi người mua 1 ký chứ không có mua nửa ký đâu. Mua chi cục nửa ký vậy mất công vận chuyển ha. Mua 1 ký vậy nè. Đấy, đây. Đây là một ký trà nè anh em. Cục này với cục này. Giá của nó là 240.000, phí vận chuyển 30.000 nữa là 270 nha. Đấy, mình đứng lên cho mọi người thấy. Đấy, còn hàng màu đỏ với thằng màu xanh lá cây giá nó khác. Đó, giá mắc hơn với rẻ hơn chút. Thì cái đó mình sẽ làm video khác cho mọi người xem. Đấy, trà ha, đệ nhất danh trà. Khối lượng 500g, 500g được hút chân không rồi, hết rồi. Công ty Phúc Ninh trà. Đây, trà xanh Tân Cương Thái Nguyên, trà Mốc Câu hảo hạng. Mình quay thừa kỹ. Anh em có thể gọi điện trực tiếp cho công ty Phúc Ninh trà này. Ví dụ như mọi người về uống phải không? Uống cái này
mọi người có thể gọi điện cho công ty này, số điện thoại công ty có nè. Đó, mọi người hỏi coi cái này giá nhiêu ha. Giá công ty đang bán ra 250 ngàn một ký, nhưng mà mình bán là 240 thôi ha. 240 thôi. Đấy, mọi người có thể gọi điện thoại hỏi công ty về giá cả của trà này nha. Đấy, không sao đó. Anh em thích mua thẳng ở công ty cũng được, nó không có gì. Đấy, mình cũng bán, công ty cũng bán mà. Đấy, một ký ha. Một ký là gồm cái cục này với cục này. Giá là 240 nha. Còn anh em mua nửa ký về dùng thử thì lấy cục này thôi ha. Đấy, cục này thôi. Phí vận chuyển cục này mình nghĩ chừng 20 ngàn gì. Chừng hai mấy ngàn ha anh em. 20 mấy ngàn gì. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình test ha. Nói là các anh em chứ hồi nãy giờ mình biết là các chú coi nhiều. Tại vì uống trà là thường là các chú lớn lớn uống ha. Còn các anh em là uống, không phải là uống mà là mua về làm quà, làm quà cho các chú lớn tuổi. Đó. Đó, thì nãy giờ mình cũng hơi nhầm cái cách xưng hô một tí. Rồi mình sẽ rót trà ra nha anh em. Ở đây mình dùng cái chén để cho mọi người dễ thấy vấn đề nước trà nha. Đấy. Thì đây. Nước trà màu vàng có pha một chút màu xanh xanh ha. Màu vàng xanh xanh nha mọi người. Cái camera của mình thì nó bắt sáng không có tốt cho nên là mọi người thông cảm mình quay qua đây ha. Đây. Đây nước miền Bắc người ta gọi là nước chè, còn miền Nam gọi là nước trà. Đó, cái trà mà mình đang quảng cáo anh em nè. Trà mà 240 ký nè mọi người ha. Đó, các chú các bác ghìa uống trà Thái Thái Nguyên. Đó, trà xanh Thái Nguyên nha anh em. Trà này là trà Bắc nha. Người ta hay gọi là trà Bắc á, trà xanh Tân Cương Thái Nguyên. Đó, lấy trực tiếp từ ở ngoài Thái Nguyên về nha mọi người. Công ty Phúc Ninh Trà, địa chỉ là phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đấy, có địa chỉ hết ha, không có sao hết. Đây, đây là cái nước trà nè. Mình quay camera dí lại, sát lại. Đấy. Nó rất là đậm nha. Thứ nhất là mình thấy nó đậm nè. Không phải là màu vàng không mà nó có chuyển qua màu xanh xanh nữa. Màu vàng xanh nha mọi người. Đấy. Còn cái nõn ở trong đây, cái xác trà ở đây thì mọi người có thể tham khảo. Đây. Rồi, tối quá không thấy rồi, không thấy rồi. Không thấy cái xác trà bên trong rồi. Ha. Đây. Ở đây mình dùng thử miếng ngày qua nên mình cũng làm mấy bình nè. Thì đầu tiên đó là trà Thái Nguyên, trà Bắc là nó sẽ có vị hơi đắng. Khi mà ta húp vô là nó có vị hơi đắng. Rồi sau đó chúng ta chép chép thì nó sẽ hơi chát chát và nó có cái hương ngọt, có cái hậu ngọt đó, và nó hơi gắt gắt lưỡi một tí ha. Mình nhắc lại nha mọi người, lúc nào uống trà Bắc cũng vậy. Một số anh em chưa uống trà Bắc thì hơi ngỡ ngàng đó, có vị đắng, đầu tiên là có vị đắng, sau đó là hơi chát chát, sau đó là cái hậu nó sẽ ngọt. Đấy, ở đây thì nãy giờ mình trước khi mình quay video mình cũng làm mấy chén rồi cho nên là nó hết rồi, còn có nhiêu đây. Đấy, rồi thử cho nhận xét em. Một người đó giờ chưa uống trà, ít uống trà, bây giờ nhận xét không biết biết gì nói không. Đó. Anh em không biết cái này có tốt hay không thì mọi người đem về và dùng thử một bịch hai bịch này trước đi. Nếu ok thì mua làm quà tặng Tết cho các cụ, các cô, các chú, các ông nội rồi ha. Đấy thì ngày thường là mình bán đèn, bán pin, bán inverter. Lâu lâu bán trà một bữa, mong là các anh em sẽ ủng hộ giống như mình bán những mặt hàng kia. Thì chắc chắn sẽ có người nói anh bận rộn vậy mà anh làm chi bán trà này nữa. Thì nói chung là bán cái này không phải là mất thời gian đâu anh em. Đó, cái thời gian của nó cũng là cùng với cái thời gian kia thôi. Nhưng mà chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó mới mẻ trong cái công việc kinh doanh của mình ha. Biết đâu sau này bán cái này ngon anh em sẽ ủng hộ nhiều. Càng ủng hộ nhiều thì mình sẽ có đa dạng mặt hàng hơn để gửi cho mọi người luôn nha. Nếu được mình sẽ lập một cái kênh YouTube riêng để mình chuyên bán trà. Chứ còn bán trà mà chung với bán pin hình như nó không có, nó không có ăn nhầm vào đâu hết mọi người. Nè uống mấy cục nhỏ nhỏ này nè. Đó anh em muốn thử không? Đó, mua mấy cục lớn mát quá, mua nhỏ nhỏ thử nè. Có mười mấy ngàn cục à. Ê, quên nữa, cái này 100g là 24 ngàn cục chứ. 24 ngàn cục. Nếu mà anh em nào mua đèn á, anh em mua đèn nhắn gửi mình gửi thêm cục này nữa có 24 ngàn. Ha, nó gửi chung cái đèn thì ở đâu có phí vận chuyển đâu, đâu có tốn phí vận chuyển nữa. Ha, cũng được ha. Mấy mốt mình lấy một bịch 100g, 200g về gói chung cái đèn bán luôn nha mọi người. À, chắc mua về thử đèn, vừa pha trà uống luôn. Đấy ha. Cũng được ha, gửi chung cái đèn thì không có tốn phí vận chuyển. Đấy. Cái bịch 100g, 200g ở bịch bự này cũng được luôn nè. Đúng rồi. Đâu phải bịch nhỏ không, bịch bự này cũng được ha, bỏ chung với đèn luôn. Đó, khỏi có tốn phí ship. Cũng hay đó mọi người ha. Bịch về 120 nè, hai bịch 240 nè.
khỏi phí ship. Đó, phải phí ship hai mấy ngàn nữa cũng hơi mệt. Đây ha, hỏi anh em mua đèn nhớ là nãy giờ quên nữa. Quên nói hướng tới những người mua trà thôi chứ không có hướng tới những người mua đèn. Bây giờ mua trà với mua đèn mua chung ha. Đó, mua chung luôn, gói chung luôn ha. Và cái này thì gói an toàn thôi, cái cục này như cục cây vậy mọi người, đâu có gì đâu, nó cứng ngắc à. Nó hút chân không cái kiểu mà nén nữa. Nén rồi mới hút cho nên là nó cứng ngắc như khúc cây vậy đó. Cái này chọi mà u đầu luôn á. Đấy. Thì mình thử lại trà một lần nữa nè. Trà này rất là đậm. Mình pha hơi đậm mọi người. Tại vì hồi nãy chế hơi ít nước. Nói thiệt là chế hơi ít nước, đúng ra là cái bình phải to hơn. Cái bình này của mình nhỏ quá, cái bình phải to hơn. Với lượng trà đó cái bình phải to hơn và nước nhiều hơn nữa. À, nãy mình chế mình làm đâu được có cỡ 3 chén nước à. Cho nên là nó hơi đậm quá, bây giờ nó gắt dữ rồi. Cái này mà bỏ miếng đường vô uống trà đá thì khỏi chê luôn á. Đây nè. Ha. Thêm miếng đường nữa đập nước đá thành ly trà đá là khỏi chê luôn. Cái hậu nó ngọt nhưng mà mới uống vô là nó cảm giác đắng và nó chát ở lưỡi. Đó, trà Bắc nó vậy đó mọi người. Mọi người mà uống đậm quá là một lát nữa là nó sẽ gắt cổ luôn. Đó, thậm chí mình chạy đi uống nước lã luôn á, tại vì mình pha quá đậm chứ mình pha lợt lại tí. Màu sắc thì như anh em đã thấy ha. Đấy, này hơi đậm cho nên cái màu nó đậm 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 vàng luôn á. Có xanh xanh nhưng mà có đậm đậm vàng luôn. Đấy. Rồi bạn nào đam mê ở quên đó bạn gì? Cái này là các chú các bác mua nhiều ha. Các chú các bác các ông mua nhiều. Đó, hoặc là các anh thanh niên mua làm quà thì liên hệ mình nhé, mua đèn, mua trà luôn nha mọi người ha. Đấy, mình bán cái này đảm bảo với anh em là giá rất là tốt, giá ok nha. Đó, không có không không có thể nào mà giá tốt hơn nữa. Trên thị trường thì mình biết trà Bắc này là vô giá, nghĩa là 300 có, 500 có, 1 triệu có, 2 triệu có. Đó, và còn cái phân khúc của mình là phân khúc nó đang ở bao nhiêu và mình bán 240 có đắt hay không thì do các anh em định đoạt nha, các anh em nhận xét, tự nhận xét ha. Chứ mình có nói nhiều nữa mọi người cũng đâu có tin, mọi người tự nhận xét. Cái này muốn nhận xét chính xác lấy đại 500 gram về có 120 ngàn thôi, về pha uống, nếu ok quay lại, không ok nghỉ chơi. Đó, đơn giản vậy nha anh em. Thôi xin chào mọi người ha, giờ dọn dẹp mấy cái thùng này vô. Ai thùng này một thùng hâm mấy ký mọi người. Ai anh em đam mê thì liên hệ mình để mình còn kéo về nhiều thùng nữa để bán cho anh em nhé. Thôi xin chào mọi người nhé, hẹn gặp mọi người những cái mặt hàng đèn, mặt hàng trà tiếp theo ha.